Cái đầu con nhiều các bạn. Ký tư đó. Gần ký tư. Mấy chục gram nữa ký tư. Ủa sao thẻ vậy? Cái thẻ mình sao? Tính mặn giống như con cá cha luôn á. Bởi vậy biết sao? Cục nhớt có đâu. Đâu có nhớt đâu mà bỏ như cá cha. Thì bởi vậy thì để luôn hả? Ừ. Cũng phải cắt ra chứ. Mày cũng phải cắt ra làm hai chứ. Hay để nguyên đầu nấu luôn. Cái đầu không mà ăn mấy bà nội vậy. Ừ. Kệ mẹ đi kia cho cái gì đâu. Cái miếng này không mà ăn mấy bà nội. Sạch bon đấy mà. Này, các bạn coi bộ đồ lòng quá nè. Cái bao tử trà bá nè. Cái gan nè. Ôi trời. Nè nè nè, coi nè, nó sướng nè. Sao mắc 350 ký là. Cái hồng lao hả? Dạ. Dạ, tại căn lại của mấy người văn lứ á. Dạ rồi. Ồ, thấy gì chưa? Cục mỡ hết hồn cục mỡ rồi mày. Dạ nó canh chua. Dạ. Này sáng có người đặt em nhưng mà nguyên con này ta lấy không hết rồi em mới cắt khúc đuôi. Người ta cắt khúc đuôi em lấy lại khúc đầu để nhà chia cho này kia. Còn chị ăn thì em cắt em chia cho. Dạ. Rồi để em lấy em cắt. Ngon ngon lắm. Con này nó cái thịt nó thơm với cái mỡ nó thơm. Ăn thử đi chứ em cũng biết nó làm sao. Dạ. Cô biết tả làm sao nữa. Dạ rồi để em cắt ra. Giường nhà có sẵn hết nha bạn. Ngò gai này ngò gai tự nhiên. Ngò gai mà không phân không thuốc thì mấy bạn ăn khá là ngon nha bạn. Nó thơm lắm. Còn mấy ngò gai mấy bạn mua ngoài chợ mà ngò gai người ta xịt thuốc á, xịt thuốc phì á. Cây bự trà bá á. Ăn nó cái mùi nó không có thơm. Nấu canh chua nó cũng giảm đi cái độ ngon nữa. Nói chung thì cái đồ tự nhiên thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn đồ phân với thuốc. Ngò gai mình trồng tự nhiên nó cũng vẫn bự nha bạn. Nhưng mà mấy bạn phải tưới nước nhiều. Tưới nước nhiều rồi đắt tốt nữa. Còn để mà bị gập như mấy bụi này là nó không có bự nó vậy không á. Nắng quá nó quéo luôn rồi. Mới bể hôm qua bữa nay đóng nữa rồi. Ớt chim ỉa các bạn. Khủng khiếp cái ớt không? Khủng khiếp cái ớt không? Hôm qua mới bể rồi đó. Khủng khiếp cái ớt không? Ôm dài và một cái đầu móc như thế này đó là các bạn sẽ bẻ được bông súng. Quan trọng là bông súng có bông súng không đó. Thấy em rồi, để hạ xuống chút rồi đó. Hạ xuống chút mới thấy. Đó. Các bạn chỉ cần lấy cái cây móc vô cái đầu của bông súng. Rồi mấy bạn giật. 1, 2, 3, giật. Kỳ vậy? Ôi kỳ vậy? Chết rồi. Nó
bại, thất bại. Nó phải vô tịch vậy đó các bạn. Là lụm tiền thấy không? Ồ, bông súng tại nhà. Bao ngon các bạn. 1 cộng. Nhà mình không ăn nhiều, 2 cộng là dư sức rồi. Ồ, bông súng ngon. Quá êm. Lúa mà chín đều gì giờ cũng đẹp hả các bạn. Ô, một mùa bội thu. Rồi cá là mẹ mình nấu chín rồi các bạn. Hỏi cái đầu con cá không? Rồi coi cái bao tử nè. Ôi giời, cái bao tử. Giật giật cái mỏ rồi đó. Bụng nè. Cái mang nè. Cái đầu này 1.3 kg các bạn. Đầu này là 1.3 kg. Nãy nồi này tiền cá không là 450 rồi đó. Tiền cá không là 450 rồi đó. Không dám bỏ một cái gì luôn. Cà chua thơm, đậu ấp nhà, bông súng nhà. Bông súng, mẹ mình múc ra tô các bạn ơi. Ủa, cái đầu nữa các bạn. Đầu bự hơn cái tô nữa các bạn. Tông đủ. Trời ơi, thước cá dữ vậy đó hả? Lao bạc, lao bạc. Đập xuống bia đây. Cá bông lao với thay cơ bạc là kêu là lao bạc. Đập xuống bia đây nè.